chào bạn, mình là Nam Em. Apple Watch Ultra là cái đồng hồ có kích cỡ khung vỏ rất là to anh em ha, 49mm rất là to luôn. Khi mà Apple họ giới thiệu Apple Watch Ultra đó thì họ ra mắt thêm ba cái dòng dây mới, dây Alpine nè để leo núi anh em ha, dây Ocean để anh em đi lặn, dây Trail để anh em chạy bộ. Thì mình không nói về những cái sợi dây mới này, mình nói về dây cũ. Khung ngàm, cái ngàm dây của Apple Watch Ultra vẫn sử dụng được những cái sợi dây cũ. Cái video này mình muốn nói về cái sợi dây Link Bracelet. Đây là sợi dây thép của nhà Apple, thì họ có màu trắng và màu đen. Mình mua sợi dây này cũng rất là lâu rồi. Ngày xưa mình mang với lại cái Apple Watch Series 4 bằng thép. Nói chút xíu về sợi dây Link này. Đây là một trong những sợi dây mà mình thực sự rất là thích luôn. Thì hiện nay Apple họ vẫn còn bán cái sợi dây này đó anh em. Nè, anh em coi giá nè, $349. Rất là đắt ha. Và nếu mà em đặt mua á, thì người ta sẽ giao trong vòng từ 3 đến 4 tuần. Có hai màu. Đây là màu trắng nè và màu đen cho anh em lựa chọn. Nói về giá tiền nó là như thế. Coi kỹ hơn về sợi dây. Đây là sợi dây bằng thép ngàm cánh bướm, mở ra như thế này. Ở trên cái Apple Watch Ultra này hiện nay mình đang gắn nó không có cân xứng, không cân đối. Tức là bên đây nó nhiều mắt hơn bên đây một mắt. Ngày xưa mình gắn với lại cái Apple Watch 42mm á, thì hai bên mình gắn đủ mắt luôn. Tuy nhiên trên cái 45 này nè, do cái kích cỡ này nó to rồi, cho nên là bên phải tháo bớt một mắt ra thì mình mang lên tay mới vừa. Đây là cái sợi dây Link. Khi anh em mua thì nó dài lắm và anh em có thể dễ dàng tháo ra để anh em gắn hoặc là anh em thêm mắt hoặc bớt mắt, và cơ cấu thay mắt cũng rất là đơn giản luôn. Trên đây có cái nút nhấn, anh em chỉ việc nhấn vô và tháo mắt ra. Thực sự đây là một trong những cơ cấu thay mắt mà mình thấy rất là dễ, rất là tiện luôn á. Thì cái dây Link này được hoàn thiện là mài xước trên khắp cái mặt dây nó luôn. Qua một thời gian anh em mang thì anh em sẽ xuất hiện những cái vết xước hoặc là những cái vết trầy trên sợi dây này. Thì chúng ta cũng dễ dàng xử lý lại cho nó xước lại như cũ thôi, cũng không khó. Theo kinh nghiệm của mình là anh em có thể sử dụng những cái miếng chùi chén của ba em Scoprite á. Anh em có thể đấm nhẹ nhàng thì nó sẽ tạo được cái vết xước này. Còn nếu không thì anh em có thể sử dụng dây nhám cũng được, với là độ mịn cao, dây nhám độ mịn cao thì anh em cũng có thể hoàn thiện để cho nó nhám lại như cũ ha. Mình sẽ gắn vô. Nó nhiều rồi, giờ gắn vô cho anh em cùng coi. Cơ cấu gắn đồ gì thì vẫn như thế thôi, không có gì khó cả. Dây Link thì nó không có độ dẻo nhiều, cho nên khi chúng ta gắn vào á thì gắn hai bên cùng lúc như vậy. Rồi, để vô, vậy là xong. Như này. Anh em thấy sao? Apple Watch Ultra gắn dây Link này nhìn ok không? Nhìn ổn không? Cái dây Link này mình rất là thích, mình cũng có mang dây da. Tuy nhiên thì dây da thì nó dễ bị ướt, bị ẩm do mình hay rửa tay á. Cho nên là mỗi lần nó ướt thì mình hơi khó chịu với mình, cho nên là mình vẫn thích dây thép hoặc là dây nhựa nhất. Cái dây Link này nó được hoàn thiện phần cạnh đây nè, họ được mài tròn nhẹ chút xíu. Cho nên là ngay cả khi mình kê tay trên bàn hoặc là khi mình viết lách, nó cũng không có bị cấn đau, thực sự luôn. Này, mình viết thử nha. Hôm nay là thứ năm ha. Hôm nay 27. Vậy đó. Mình vẫn biết. Mình thuận tay phải và mình cảm thấy là mình mang cái này trên tay, mình vẫn có thể làm việc được khá nhẹ nhàng. Rồi khi mình ngủ và mình cần cắt giấc ngủ hay gì đó thì mình có thể mang sợi dây sport band này, hoặc là mình có thể mang cái sợi dây Alpine loop cũng ok lắm. Thì cái video ngày hôm nay chỉ muốn nói về việc là mình đang sử dụng cái sợi dây Link này, khoe với anh em chút xíu về sợi dây Link này. Nếu như anh em đang sử dụng Apple Watch Ultra thì anh em cũng có thể cân nhắc dùng thử sợi dây Link này coi nó như thế nào, nó đẹp hơn không. Mình thấy cũng khá ổn đó anh em, cũng khá ổn ha, không tới nỗi nào, cũng được. Cảm ơn anh em ha, bye bye, hẹn gặp lại anh em những cái video sau của mình nha.